các bạn sẽ dừng lại một chút để chúng ta sẽ nhồi bông ở phía bên trong. Hàng móc tiếp theo thì các bạn sẽ thực hiện cho mình là một mũi đơn và một mũi giả. Hàng móc cuối cùng thì các bạn sẽ thực hiện cho mình đó là 6 mũi giả. Chúng ta sẽ gộp 2 mũi móc đơn vào làm 1. Sau đó thì các bạn sẽ lên cho mình là 6 bính. Các bạn sẽ thực hiện cho mình các mũi chuột xuống bên dưới. Sau đó thì các bạn sẽ cắt len. Các bạn sử dụng kim khâu để chúng ta sẽ khâu cái phần trên miệng trái này lại. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng cho mình lên màu nâu đậm để chúng ta sẽ làm phần trên nắp trái này. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt tại dòng mà lần trước chúng ta sẽ để lại một chân móc để bây giờ các bạn sẽ đưa len lên. Các bạn sẽ lên cho mình 4 bính. Thực hiện sang chân móc bên cạnh một mũi đơn. Tiếp tục 4 bính. Trên móc bên cạnh một mũi đơn và các bạn sẽ thực hiện cho đến hết cái phần ở trên.
Đó, như vậy là mình đã thực hiện xong cái phần phần bên trên của quả của hạt dẻ. Chúng ta đã được mình một cá dẻ rất là dễ thương rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm lá cây nhé. Lá cây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình màu xanh này. Các bạn sẽ tạo cho mình một dải móc xích gồm 24 mũi móc xích. Bỏ qua chân móc đầu tiên, các bạn sẽ thực hiện từ chân móc thứ hai, các bạn sẽ thực hiện cho mình 5 mũi trượt. Đó, 5 mũi trượt. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình như sau. Các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi nửa kép. Chân móc tiếp theo các bạn sẽ thực hiện cho mình là một mũi kép đơn. Tiếp theo cho mình 3 bính. Các bạn sẽ thực hiện vào cái phần nối giữa hai chân móc. Các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi trượt. Các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi trượt vào cái phần cùng với cái chân móc, cùng với cái chân móc kép đơn đó. Đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ sang chân móc bên cạnh, các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi đơn. Tiếp tục sang chân móc bên cạnh, thực hiện cho mình một mũi nửa kép. Một mũi kép sang chân móc kế tiếp, một mũi kép đơn. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi kép đôi. Đó, lên cho mình 4 bính. Thực hiện vào cùng chân móc đó một mũi trượt. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một mũi đơn sang chân móc bên tiếp. Một mũi nửa kép. Một mũi kép đơn. Một mũi kép đôi. Bốn bính, thực hiện vào cùng chân móc đó một mũi trượt, tiếp tục sang chân móc kế tiếp cho mình một mũi đơn, một mũi nửa kép, một mũi kép đơn, một mũi kép đôi, bốn bính, một mũi trượt, tiếp theo sang chân móc kế tiếp một mũi đơn, một mũi nửa kép, một mũi kép đơn. Chân móc cuối cùng các bạn sẽ thực hiện cho mình là 4 mũi kép đôi, 4 mũi kép đôi vào cùng một chân. Nên cho mình 4 bính, thực hiện vào cùng chân móc đó cho mình một trượt. Các bạn sẽ thực hiện tiếp cho mình
một mũi kép đôi nữa. Sau đó các bạn sẽ sang cái hàng móc bên cạnh. Cái hàng móc các bạn sẽ thực hiện cho mình nó là một mũi kép đơn. Một mũi nửa kép. Một mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ lên cho mình 3 bính. Các bạn sẽ thực hiện vào chân móc kế tiếp cho mình là một mũi kép đôi. Tiếp theo là một mũi kép đơn. Một mũi nửa kép. Một mũi đơn. Tiếp theo lại lên 3 bính. Một mũi kép đôi. Một mũi kép đơn. Mũi nửa kép. Mũi đơn. Các bạn tiếp tục lên cho mình 3 bính. 4 bính. Một mũi kép đôi. Một mũi kép đơn. Một mũi nửa kép. Một mũi đơn. Để cho mình 3 bính. Một mũi kép đơn. Một mũi nửa kép. Sau đó các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi trượt. Như vậy chúng ta được một chiếc lá như thế này. Là các bạn sẽ khâu cái phần lá này lên trên phần cuống nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta, sẽ là một quả hạt dẻ. Quả hạt dẻ rất là xinh xắn như thế này. Các bạn có thể sử dụng để trang trí này, hoặc là làm móc treo ba năng cũng rất là xinh xắn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.